Thôi bây giờ mình quay trở lại với ký ức đó là cái ngày đầu tiên khi mà mình phát hiện ra mình có em bé là như thế nào. Thật ra là cái tâm lý của em và anh Linh khi mà có em bé nó hơi khác với mọi người một chút. Bởi vì khi mà sang năm 2020 thì em có đi gặp tư vấn bác sĩ, thì mình sẽ biết hơn về thời gian, thời điểm thích hợp. Thì em có thời gian em đi tiêm những cái thuốc để phòng chống về bệnh sau này. Và khi mà ngày lành tháng tốt mà bác sĩ đã chỉ định, em và anh Linh thực hiện theo kế hoạch. Và sau đó là cũng không dám thử que luôn. Là cứ đến lịch hẹn của bác sĩ là em lên em kiểm tra. Thì may là đậu. Cái ngày đó đã trễ kinh nguyệt chưa? Chưa có kinh nguyệt luôn mà con là đến ngày đến tháng mà bác sĩ hẹn là khoảng 2 tuần sau đến khám lại. Cũng xét nghiệm máu, test xong thì bác sĩ bảo là có thai rồi nhé, chúc mừng hai vợ chồng. Xong rồi lên bác sĩ bảo là cái này chỉ số beta cao lắm anh, em như này chắc sinh đôi ba, sinh ba sinh bốn. Sinh ba sinh bốn. Không rồi, hai vợ chồng mới sốc. Trời ơi. Cái chỉ số nó cao lắm chị. Và chắc sinh ba sinh bốn em hơi. Xong rồi không sao nữa thì bác sĩ bảo là chúc mừng hai vợ chồng là đậu hai đứa nha. Thì lúc đấy là mừng lắm. Khoan, lúc này mừng không phải là vì mang thai, mà mừng là từ 3-4 nó giảm nó xuống còn 2. Cái gì đấy không? Cái niềm vui trong cuộc đời này á, nó cũng muôn hình vạn trạng lắm nha. Kỳ cục chị. Nó kỳ cục lắm. Tức là chị trong vòng một đêm đấy kiểu mình nghĩ là chết rồi, giờ 3-4 đứa thì không biết là mình có đủ sức để mình mang bầu cho tốt hay không. Nhiều khi bác sĩ bảo là nếu như mà đa thai nhiều quá mà sức khỏe của mẹ không có đủ để giữ được thì sẽ phải giảm bớt đi. Khi mà biết là hai đứa rồi bắt đầu mới dám nói với ông bà là sinh đôi. Ông bà nội bà ngoại rất là mừng vì một lúc mà hai đứa thì rất là hiếm, và đặc biệt là ông nội là ba của anh Linh là cũng có sinh đôi lại. Thế thì cái hành trình mà mang bầu của mình á, nó có cái điều gì thú vị không? Dạ, thú vị thì cũng khá là nhiều. Trong khoảng từ 1 tháng đến 2 tháng thì em bắt đầu kiểu thay đổi cơ thể, em bắt đầu mệt, em bắt đầu nằm một chỗ. Xong rồi anh Linh thấy một hình ảnh rất là khác lạ với ngày xưa, với là một người vợ rất là năng động, tăng động như em. Ngày xưa mấy cứ ngồi một chỗ. Em không được ngồi một chỗ như thế, em phải hoạt động lên, đi xuống đánh cầu lông với anh. Ủa? Anh bảo là thôi đánh hời hợt, đánh gọi là có hoạt động, gọi là có đi lại đi. Chứ ngồi một chỗ như này thì ngồi lâu nó cũng không đúng nên. Đúng rồi. Thế thôi đi xuống đánh. Không, nhưng mà em không hời hợt được chị ạ. Đúng rồi. Bắt đầu đánh thì cứ hời hợt, mà nó không trúng cầu. Thế là cứ phải cúi xuống nhặt cầu, tức em đánh ghê lắm rồi, đánh thua em. Sợ. Anh Linh mà chơi game gì em anh thua hết à? Cái đợt đấy là do em cúi xuống nhặt cầu nhiều quá, thế là em bị đau cái dây chằng ở hông này. Thế từ hôm đấy giờ em không chơi nữa. Xong bắt đầu em mới đay nghiến là em đi kể mọi người là tại Linh rủ em đi đánh cầu lông nên là em mới bị đau dây chằng. Xong rồi từ đấy giờ không dám rủ em đánh cầu lông nữa. Nhưng mà em có bị ngén không? Được một cái là sung sướng nhất là em không ngén. Em không có bị dị ứng bất kỳ một cái đồ ăn gì hết. Thì có đúng một lần là do em cái món cá hấp ấy, thì là em thấy hơi ghê thì em cũng ói. Đúng một lần, duy nhất một lần. Em ngủ tít mít, em bình thường là một người hay thức đêm. Nhưng mà khi mà em đã ngủ rồi là em phải ngủ đủ 10 tiếng mới dậy. Là không bao giờ bị tỉnh giữa chừng ạ. Đến tận bây giờ cũng thế. Trời, sung sướng quá. Em ngủ một cách rất là bài bản, đúng 10 tiếng. Có nghĩa là mình luôn ngủ được những cái giấc rất là sâu. Chỉ có mỗi tháng cuối khi mà nặng quá là cái xương hông mình bắt đầu nở ra ấy ạ. Mà em quay người không được nữa là em chỉ nằm một bên thôi. Mà sáng dậy em muốn quay người là em bị đau cái phần hông ấy. Em tỉnh giấc là em phải xách cái bụng em quay bên này. Phần xương hông nó giãn ra, nó kêu cục cục giống như kiểu cái khớp tay mà mình bẻ ạ. Nhưng mà cả một cái thai kỳ mà mình không có bị ngén bởi cái điều gì hết thì chắc là đi chơi nhiều lắm hả? Dạ, đi dữ lắm chị ạ. Một tháng chắc phải đi 2-3 lần đi xa ấy ạ. Phải đi máy bay luôn ấy. Bởi vì lúc đấy là kiểu xác định là khi mà mình mới nghỉ dịch xong 3 tháng đầu thì giống như kiểu mình đã có thể hoạt động lại thoải mái rồi, thì bắt đầu đi chơi. Đi Nha Trang hồi đấy là 4 tháng, đi từ đất liền, đi cano ra đảo. Mà lúc đầu kiểu nghĩ là mình đang mang bầu, xong rồi nói anh lái cano là anh ơi anh lái nhẹ nhẹ tí em. Ok em, anh lái nhẹ nhất có thể. Xong cuối cùng là hôm đấy sóng lớn, đi là cứ dập. Em không dám ngồi là em cứ phải ngồi này. Xong nó cứ dập. Là lúc đó là thai kỳ 4 tháng. 4 tháng hơn rồi. Không, ảnh thì ảnh lái rất nhẹ rồi đó. Chị tin cái anh lái cano ấy. Nhưng mà sóng không thời có nhẹ nữa em. Thiên thời địa lợi nữa. Nhưng mà cái kiểu cano đó là phải nhảy qua sóng để đi đúng à. Chứ nó không phải là kiểu tàu đi từ này. Cả một cái đoạn đường đi lúc ấy phải đi hơn nửa tiếng một chặng, là lúc nào em cũng ngồi như này. Là không có chạm vào ghế. Xong kiểu cả nhà cứ quay ra ổn không em, ổn không em. Sao không, sao không, sao không, sao
Kiểu em rất là tỉnh bơ ấy ạ. Thế cái đường về thì sao? Sóng to hơn ạ. Trời, sóng to hơn ạ. Trời ơi. Xong rồi lúc đấy em là em đứng hẳn lên em bám vào trên em bám vào trên cái thành trên trần trên tàu. Rồi thế như này nhảy tàu rồi thế như này nhảy. Còn một chuyến là đi Phú Yên, lúc đấy là 6 tháng, giữa 6 tháng rồi ạ. Quê nội của anh Linh, mình search trên mạng có những cái địa điểm gì thú vị. Thế là leo mũi điện. À, sao chị biết? Thì bây giờ ở cái Phú Yên thì hoặc đi bãi xếp hoặc là ra mũi điện. Mà mũi điện thì leo đó. Thì ở trên đấy nó có hai lối đi. Lối đi thứ nhất là leo lên trên núi đi ngang đến một cái ngọn khác là ngọn Hải Đăng. Ừ. Còn một lối nữa là đi xuống dưới biển. Ừ, rồi xong đi thẳng cầu thang lên. Ừ. Thì nó đỡ đi đường núi nhiều thì kiểu đất đá khó đi. Em nghĩ thế, nhưng mà đến lúc mà xuống dưới biển rồi cái cát nó lún thì nó lại càng mỏi chân hơn. Bãi môn đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Là qua biển xong rồi lại leo cầu thang đi lên. Xong rồi em ngồi lên trên cái lan can, em chụp hình ngoài đó. Thì nó có cái ngọn Hải Đăng ấy, thì mọi người bảo thôi em bảo em đừng lên bởi vì cái cầu thang nó hẹp mà nó dốc lắm. Tròn. Dạ. Sau đó đi xuống thì cũng có một cái chuyện buồn cười nữa là thì có hai cô ngồi đó, thấy cô đang nghe điện thoại với bạn bè là thôi mọi người lên trước đi, mọi người lên đấy đi, tôi hai người ngồi dưới này. Lúc em xuống xong bảo là cô ơi, nếu mà cô không muốn leo lên cao, cô ở dưới này có cái bãi biển cũng đẹp lắm cô ạ. Xong cô bảo là ờ chắc lát cô xuống dưới đấy chắc xa lắm con nhỉ, mà con đừng có leo lên trên kia nha, leo lên kia nguy hiểm lắm. À không, con vừa trên xuống. À không, con vừa trên xuống. Trời ơi, cái bụng má sắp rơi ra nơi rồi mà vẫn còn leo lên trên đấy xuống được. 6 tháng nhưng mà là 6 tháng sinh đôi. Sinh đôi là phải to gấp đôi. Ừ. Bằng người ta sắp đi đẻ chị. Đúng rồi. Nhưng mà cho chị hỏi nè, tức là trong những cái lúc, những cái khoảnh khắc mà em hoạt động nhiều như vậy, hoạt động mạnh mà có phần nguy hiểm như vậy, thì phía người lớn á, có phản ứng gì không? Thì khi mà xong rồi thì mới phản ứng. Xong rồi mới bị la. Lúc mà em đang làm em nghĩ mọi người cản, em có ngừng lại cái việc đó không? Thì nếu mà dữ dội quá thì em cũng suy nghĩ. Là suy nghĩ thôi chứ chưa chắc dừng đúng không? Ở cái nớt đó cũng không có dừa đâu. Tăng động quá là em không ngồi yên được chị ạ. Nhưng mà rõ ràng là em cảm nghiệm được cái sức khỏe của mình và của con trong bụng. Thì mình mới làm đúng không? Bởi vì nói gì thì nói, mỗi một cái cơ địa nó khác nhau, rồi mỗi một em bé trong bụng mẹ lại có những cái chỉ số sức khỏe khác nhau. Với cả từ đầu khi mà em đi siêu âm ấy, thì bác sĩ bảo là ừ tốt, là thai đậu cao. Xong rồi mỗi tháng em đi tái khám thì bác sĩ bảo là khiếp, mỗi lần lên Facebook của cô là thấy cô đang đi hết nơi này nơi kia mà tôi cũng lo. Đi bình tĩnh thôi nha, đi bình tĩnh thôi nha. Đi thế nào là đi bình tĩnh? Ủa đi em, bình tĩnh là sao? Hôm nay em có rất nhiều những cái khái niệm, ví dụ chơi thế nào đi chơi hợp. Đi chơi thì đi bình tĩnh, tất cả chúng ta đi chơi đều phải bình tĩnh mà. Tháng sau quay lại, em vẫn đi nhiều thêm. Chắc phải đến tháng thứ 8 thì em mới hết đi. Trước 32 tuần là em không được bay nữa, chứ thực ra em vẫn muốn đi nữa. Kinh nghiệm rút ra là gì? Trong thai kỳ, các bạn đừng nên kết bạn Facebook với bác sĩ khác. Bác sĩ là đó. Bác sĩ là đó. Không, thực sự thì nói chơi vậy thôi, nhưng mà cái chỉ định của bác sĩ sản khoa nó rất là quan trọng. Dĩ nhiên là mình nói rằng là mình làm gì là dựa trên cái việc mà mình cảm nghiệm bản thân, nhưng mà mình phải có những cái bảo chứng về mặt khoa học, cho nên là nói gì thì nói vẫn phải nghe lời khuyên của bác sĩ. Thật ra chị cũng leo lên máy bay ở đúng cái tuần cuối cùng mà sau đó là không được bay nữa. Thì tại vì cái bụng em to lắm á, nên là mỗi lần khi mà em mới tháng thứ 5 thôi là mọi người đã hỏi chị ơi chị còn được bay hay không. Còn được bay hay không, chị cho em xem giấy. Đúng rồi. Là mỗi lần muốn đi đâu là em phải chụp hình, phải xin một cái chụp giấy hình có cái ngày tháng này đó. Còn một tuần nữa thôi, chứ rồi em bây giờ em muốn đi Phú Quốc bây giờ em một phải tuần tranh nữa thủ xin. À, không, một tuần nữa là hết 32 tuần à. Là không được bay nữa. Chứ trong vòng một tuần này kiểu mình không có đi đâu được thì em kiểu rất là cắn rứt ý. Nhưng mà anh Linh thì cũng bận quá, phải làm việc, nên là thôi hai vợ chồng ở nhà và đi Hồ Tràm. Cũng là vẫn cứ đi. Cũng phải đi mới được nha. Mà nhưng đi xe hơi ạ. Tổng cộng thời gian thai kỳ là em lên bao nhiêu cân? Em lên khoảng 20 cân ạ. Nhưng mà chị nghĩ trộm vía là vô em bé nhiều. Dạ, vô em bé. Ừ. Thì người em lúc đấy là chỉ hơi phù một chút. Em mà ngồi trên bàn này thì không ai biết là em mang bầu. Cái dấu hiệu chuyển dạ của mình như thế nào? Là nó có đúng với cái chỉ định theo cái tuần sinh không? Hay là em sẽ có những dấu hiệu sớm hơn? Bởi vì em sinh đôi nên là em không có thể sinh thường được. Mà cái ngôi thai nó cũng không xoay luôn ạ. À. Hai đứa nó vẫn đầu bên trên ạ. À. Nên bác sĩ bảo là như thế là càng thuận lợi để mình mổ hơn. Em chỉ định là ngày 21 em sinh. Thì ngày 20 tháng 10 là ngày phụ nữ. Thế là hai vợ chồng vẫn rủ nhau đi ăn hải sản. Tranh thủ ăn đi, sau này mổ rồi không có ăn hải sản được trong một thời gian mà mình còn vết mổ.
thì mình quá trời nó. Xong rồi đến hôm đi sinh là 38 tuần em sinh, em mặc một cái bộ đồ rất là như đàn ông ấy chị, tức là em chỉ mặc một cái áo thun rộng màu xám, xong rồi em đi tung ta tung tẩy đi, kiểu em cũng quay vlog lại cho vui, dáng đúng kiểu đàn ông này, em đi đi trêu mọi người ấy à. Xong rồi em vào em cười, em bye bye với tay, rồi anh Linh vào hỏi sao hồi hộp chưa chứ. Xong rồi 10 phút sau lúc đi vào trong hẳn rồi, em hồi hộp không? Không, lại 2-3 lần nữa lại hỏi tiếp, là em có lại hỏi tiếp. Tôi hoài nghi là cái người hộp là ông Linh luôn á. Dạ đúng rồi ạ. Em bảo là tại sao anh hồi hộp dã man, tại sao không hồi hộp mà anh mà đang run luôn thế này. Ồ tại sao anh không hồi hộp, anh không biết nữa. Lúc đầu thì anh Linh không có chịu vào trong phòng mổ cùng, bởi vì anh là một người rất là sợ máu. Tại anh bảo là chẳng nhẽ anh để lại kiểu em mếu thì anh để cho em một mình ở trong đấy à. Xong cùng đi vào kiểu rất là miễn cưỡng. Hiểu tại sao ông hồi hộp rồi. Sợ kêu vô đó. Rồi sao? Thì cũng có một cái màn che, thì anh cứ vào anh vuốt tóc em. Em ok không? Ổng không em? Em rất là vô tư, em tưng tửng, em chẳng thấy một cái vấn đề gì đấy làm cho mình sợ cả. Xong rồi đến lúc mà vào phòng mổ rồi, anh cũng đi theo, nằm thay đồ hết, bảo hộ. Lúc mà cắm kim tiêm vào thì em cũng thấy nhói. Xong rồi lúc mà bơm tiêm thì em thấy bình thường mà làm gì nỗi. Giống như kiểu một luồng điện chạy qua, em bị giật mình một cái như này. Giống như kiểu nó chạm vào dây thần kinh mà nó giật mình, giống như kiểu mình bị trích điện vậy. Xong rồi lúc bác sĩ tiêm bảo em sao không? Không em không sao. Sau em cũng hỏi lại giật mình như vậy có sao không em? Không có gì xảy ra thì lại ok. Em cứ cử động chân để cho mọi người biết là em đã ngấm thuốc tê chưa nhé. Thì lúc đấy em cứ cố vẫy chân như này mà vẫn cử động được. Thì lúc đấy em bắt đầu lo, bảo là chết rồi sao mình vẫn cử động được ta, nhớ đâu nó không ngấm thuốc thì sao. Bác sĩ em vẫn cử động được sao giờ? Không sao, một lúc nữa thì sẽ ngâm thuốc, yên tâm em. Em xong một lúc sau thì thấy không cử động được nữa, em bảo lúc đấy mới yên tâm. Nhanh lắm, nhằng cái là có hai em bé ôm rồi, đứa đầu tiên bác sĩ mà rạch đến đâu em biết đến đấy. Em xong anh Linh cứ vô tóc em ổn không em, gọi này gọi kia. Em xong rồi ra một đứa thì nó khóc to là to, mà khóc mà ấm ít cả lên, mà khiếp thằng này khóc to thế. Sao anh Linh bảo là nó giống mẹ nó đó. Sau được thứ hai chỉ trong phòng có chưa đầy 2 phút, bác sĩ bảo là bây giờ thì có một bé áp mẹ nhé. Còn một bé thì phải khó thở, nó khó thở. Bởi vì nó bị hai vòng cuốn cổ. Nên là nó phải đi thở oxy. Thế lúc đấy mới lo cái thằng thứ hai á. Cái thằng lớn ấy, nó khóc to là to. Thế vừa áp cái nó hết luôn, nó hết khóc luôn. Nó nín liền, nó mở mắt, nó nhìn hết xung quanh này, nó nhìn này nhìn kia, xong nó mút tay. Xong rồi bác sĩ bảo là thằng này ghê nhỉ, vừa mới ra mà nó mở mắt mà mở to, xong nó nhìn hết mọi người xung quanh như này, chắc sau này nó lanh lắm. Khi mà công nhận là cũng lanh thật. Cái cảm giác lần đầu tiên gặp em bé là em thấy sao nhìn kỳ cục vậy, sao nhìn kỳ cục vậy. Một cái sự kỳ cục khó diễn tả đúng không? Nó đỏ lắm chị, nó đỏ mà đỏ tím luôn ấy, mà nhìn mặt nó mắc cười lắm chị. Ủa tại sao thằng này mắc một mí? Tại sao vậy? Nhưng mà lúc sau thì nhìn kỹ lại thì nó là mí lóp. Đúng rồi, mí lóp. Xong rồi nghĩ trong đầu là mắc cười nhỉ, tự nhiên bây giờ mình có 2 đứa con. hiểu cái cảm giác đó. Cái gì vậy? Xong rồi tự nhiên mình có 2 đứa con. Sau khi mà mổ xong là phải em bị cách ly ra phòng khác đúng không? Em phải đi vào phòng hồi sức. 50% tỉnh táo ạ, là 50% là em kiểu em là mình cứ bị mơ. Dạ. Nhưng mà em vẫn nghe được mấy cái tiếng máy nhịp tim nó cứ tít một cái, xong rồi em lại giật mình. Xong rồi em bảo chị ơi chị tắt cho em cái máy này cái. Ủa em hết máy để yêu cầu tắt rồi em. Rồi người ta trả lời em sao? Dạ ok, để em giảm nhỏ tiếng, bỏ tiếng đi. Chứ cái này không tháo đâu chị. Xong một lát sau lại có một cái chú bác nào đó vừa mổ xong cũng lại vào phòng hồi sức đó, xong lại tít. Cái máy đó nó lại kêu. Chị ơi, chị kéo rèm hay là làm nào cho nó hết cái tiếng và ok để em giảm nhỏ thôi. Lúc sau chú ấy ngáy. Một lúc chị ơi bao giờ em được về. Cái thời gian ấy trải qua nó rất là lâu, cảm giác như em nằm nguyên một ngày. Chiều thì thằng lớn được về. Mắc cười thế. Vẫn mắc cười tiếp là vẫn là tại mình lại có đứa con. Nhìn cái mặt nó kỳ cục lắm nhỉ. Xong rồi đến tối bắt đầu mới bật đèn. Lúc đầu tiên thì lúc nó mở mắt thì cái mắt nó còn sưng à. Nó một mí. Sau đó 2 tuần nó mất mí mắt luôn chị. Là bây giờ nó một mí. Tôi đang hình dung lại cái nhan sắc của ông Linh là mắt ông mấy mí. 2 mí chị ạ. Nhưng mà sau này vâng sau này bà nội mới nói là ngày xưa anh Linh không có mí mắt.
Thế hồi nhỏ anh Linh có răng rồi nhưng chưa có mí mắt chị ạ. Chắc có răng rồi mà chưa có mí mắt nha. Vậy em đợi đi nữa con em nó sẽ quay trở lại cái mí mắt đấy. Hồi nãy giờ nghe em kể thì là một cái bà mẹ rất là vô tư, vô lo. Bà để ý những cái chi tiết như chơi đồ hàng vậy trời. Ừ, đúng rồi đó. Nhưng mà thực sự là trong cái khoảng thời gian mà em nằm ở trong phòng hồi sức á, em không ngủ được thì lúc đó cái tâm trạng thực sự của em á, là em có đang hướng về con không? Có chứ, bởi vì lúc đầu là em cũng chưa có về sữa nên là không biết là lúc này nó đã bú sữa chưa. Xong rồi thằng nhỏ nó có thở tốt hay không? Lúc đấy là lo là hai đứa nó có ổn không á. Còn em không ngủ được luôn. Ngày hôm sau thì thằng nhỏ nó mới được về phòng với mẹ, cũng phải bú sữa ngoài. Sẽ đến lúc mà em về nhà rồi thì mới có sữa về. Mà lúc đấy là kiểu bị nó không ra, nó căng, căng, nó đau. Xong rồi em cũng gọi dịch vụ massage ấy, xong rồi nó bóp đau dã man. Mọi người bảo là nếu mà căng sữa mà phải massage nó còn đau hơn, nó cảm giác mà đau đẻ luôn ấy. Khi mà massage rồi thì cũng ra sữa thì cũng ok, nhưng mà cũng ít, không đủ cho hai đứa thì cũng phải dặm thêm ở bên ngoài ạ. 3 tháng là bỏ sữa. Cái hành trình mà nuôi con á, nó đối với em là một nách tới hai con, mà hai con cùng một lúc, thì khi mà xuất viện về nhà là ai là người hỗ trợ em, và cái khoảng thời gian mà em nuôi con còn trong tháng như vậy nó kinh khủng không? Thì lúc đầu mọi người cũng nói là công việc chính là chỉ ngồi vắt sữa thôi chứ đừng có ấm bế nhiều, sau này là hư cái lưng luôn. Nhưng mà lúc đấy thì ban đầu là chỉ có hai vợ chồng ban ngày chăm, thì tối cũng có người chăm đêm. À, trộm vía hai đứa nó không có khóc đêm chị ạ. Cho đến tận bây giờ, từ hồi sinh ra cho đến tận bây giờ là chưa có đêm nào mà nó khóc không lý do hết á. 3 tháng đầu nó cũng bú 12 giờ, 3 giờ và 6 giờ. Hầu như là lúc nào nó cũng rất là bài bản. Thì nó chỉ thức lúc 3 giờ, nó kêu là bú thôi. Còn sau 3 tháng là nó ngủ từ 12 giờ đến 6 giờ sáng luôn. Cho đến bây giờ thì trộm vía là cũng không có phải vật vã đêm hôm chăm con. Nhưng mà cái hồi trong tháng đấy thì có hai vợ chồng thì em để cho anh Linh làm việc, em cứ nói là anh làm việc đi em cho nó bú. Cũng đau lưng dã man chị, mình cứ phải ngồi theo cái thế của nó như này này, xong em cứ phải cúi xuống là để xem sữa nó có đúng với cái miệng nó không. Anh Linh thì cũng chăm nhiều thay cho em, là giống như kiểu em cho bú xong anh thay tã, hoặc là anh cho bú xong em thay tã, là kiểu cứ luân phiên nhau. Nhưng mà vì anh Linh phải làm việc nhiều ạ, nên là em cũng chăm. Thực ra em cũng hơi vụng về ấy ạ. Em không dám tắm. Nhưng mà anh Linh dám tắm. Hơn một tháng thì ông bà nội có thể về đây rồi, là cũng từ nước ngoài về ấy ạ. Thì từ đó rồi là ông bà chăm đêm. Nhưng mà khi mà qua 3 tháng rồi ấy, là tụi nó bắt đầu tỉnh ấy ạ. Là khi mà đứa này mà ọe thì là đứa kia nó sẽ dậy. Chứ còn trước đấy là làm bếp, làm núc rồi lục đục này kia nó cũng vẫn ngủ. Xưa là chung phòng, bây giờ tách riêng, là thằng anh là ở ông bà nội, thằng nhỏ là ở bên hai vợ chồng em. Hai cái tính cách nó khác hẳn nhau. Có cái giai đoạn nào mà em bị loay hoay vừa cho bạn này bú xong rồi cho tới bạn này bú? Lẽ ra là hai bạn bú xong mình phải được nghỉ, nhưng mà không, bạn này vừa bú xong thì tới bạn này ị. Có một lần thì hồi đấy là cũng mới sinh mà em cũng vẫn còn đang rất là đau. Thế hôm đấy là anh Linh cũng có một cái chương trình phải đi ở bên ngoài, chỉ có ba mẹ con ở nhà thôi. Bình thường là ba tiếng nó mới bú một lần, nhưng mà tự nhiên bây giờ mới có 1 tiếng rưỡi. Tự nhiên hai đứa nó khóc quá trời khóc, mà em bế không có được, em bế hai đứa một lúc không được, em cứ dỗ này dỗ kia. Sau em nghĩ là chắc là nãy nó bú ít, nãy anh Linh cho bú ít nhưng mà anh quên không nói với em. Thế là hai đứa nó đói cùng một lúc, mà bây giờ em hâm sữa, em loay hoay bế đứa này thì đứa này nó khóc. Thế xong rồi em lại bỏ ra em cho đứa này lên, bởi vì lúc đấy là cũng chỉ có 1 tháng thôi, là em vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm làm sao. Khi mà nó bú hết một bình này rồi, chết rồi lại phải đi hâm sữa tiếp, sau đấy lại chia ra làm hai, xong rồi nó khóc quá thì khóc. Xong rồi cùng tự nhiên trong đầu nảy ra một ý nghĩ, thế là em ngồi như này, xong đầu một đứa ở đây, đầu một đứa ở đây, xong em cắm hai cái bình sữa như này. Em cắm hai bên như này rồi kiểu thì em lúc đấy bảo wow, sao mình siêu nhân dữ vậy. Chứ mình hiểu cảm giác là ngồi bất động như này, sau cuối cùng là nó cũng bu hết. Wow, kiểu người mẹ vĩ đại. Nhưng mà lúc đó là có rối không, có khóc không? Rối nhưng mà em không khóc. Em là một người, anh Linh còn bảo là đàn ông đến mức mà chưa thấy em khóc bao giờ, thấy em khóc mỗi đúng ngày cưới rồi. Anh Linh còn khóc nhiều hơn em. Từ ngày mà mình biết mình có bầu cho đến mình sinh con ra, một cái hành trình nó thật sự nhẹ nhàng, nó relax nữa là khác, nó rất tận hưởng luôn, đúng không? Nhưng mà cái cảm nghiệm đó chỉ có em mới biết là nó khó hay không khó thôi. Như vậy thì nếu như bây giờ nhìn lại một cái hành trình con 6 tháng thêm 9 tháng thai kỳ, cái điều mà em cảm thấy là thật sự đúng thật là mình đã trải qua một khoảng thời gian và nó có những cái điểm mà làm cho mình cảm thấy có vấn đề, có khó khăn, thì nó là cái gì? Nó chỉ là mình không có thời gian thôi, hoặc là cho con, hoặc là công việc khác.
Nhưng mà bây giờ là mình dành hết thời gian cho con rồi, là những cái xung quanh mình là làm không được. Giống như là những nghệ sĩ khác chẳng hạn, người ta có thời gian thì mình có thể comeback lại. Còn em bây giờ em không comeback được. Thế thì những chuyến đi chơi thì sao? Ngay từ một tháng đã đi rồi. Nghi lắm. Trời. Cùng chân lắm chơi. Cho nên là không phải là vấn đề đâu, kiểu gì ba cũng đi. Nhưng mà đúng thật, cuối cùng thì ai cũng sẽ có những cái khó khăn riêng cho hành trình làm mẹ. Tại vì nghe bạn này kể ai muốn mang bầu với đẻ hết. Đúng rồi. Đúng không? Nhưng mà cuối cùng là chúng ta vẫn là một cuộc đời của riêng mình, sứ mệnh của mình, mong muốn của mình. Nhưng mà bây giờ hai con ở đó mà một ngày 24 giờ không tăng lên giờ thứ 25. Và rõ ràng đúng thật là câu chuyện về quản lý thời gian, hoặc là phải gác lại một phần việc nào đó của mình rồi từ từ tính sau, nó cũng đòi hỏi cái sự cân chỉnh. Bây giờ đi chơi mắc cười lắm chị, thì tức là mà mỗi lần đi khi mà gặp cái đèn chùm hay là cái gì đấy hay động đậy là cười quá trời cười, mà không cần phải chơi với nó. Trong studio của anh Linh có khá là nhiều đèn, anh ấy thích để đèn ở trong rồi, đó rồi là mỗi lần mà la quậy hay là gì đó là cứ đặt cho cái ghế nằm quay mặt ra cái đèn này, xong rồi ba làm việc bên cạnh. Con bắt được đèn sân khấu là đúng rồi, đúng con nhà nòi rồi, không nghi ngờ gì nữa.